Xin chào quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, thị trường vàng đã trải qua một tuần đầy biến động cực mạnh khi cuộc họp tháng 6 của Fed đã khiến cho nhiều nhà đầu tư phải lao đao. Họ lựa chọn bán vàng khi mà có khả năng Fed sẽ sớm thu hẹp gói mua tài sản và sớm tăng lãi suất 2 lần trong năm 2023 do áp lực lạm phát gia tăng. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ sau quyết định của Fed, giá vàng đã bốc hơi gần 100 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng đã mất hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ năm 17 tháng 6 vì một đợt bán tháo hình thành trên các thị trường kim loại quý khi đồng đô la tăng giá sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra lập luận cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ. Trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 6, giá vàng giao ngay đã tăng tới 1,1% lên mức 1.792,5 đô la Mỹ vào cuối ngày theo giờ Việt Nam. Giá vàng giao tháng 8 cũng đã tăng 1,12% lên ngưỡng 1.795,1 đô la Mỹ. Mặc dù phục hồi trong phiên ngày 18 tháng 6, song giá vàng đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 tuần sau khi đã giảm mạnh trong phiên trước đó. Thị trường cũng vừa đón nhận thông tin từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của nước này đã tăng trở lại lên mức 412.000 đơn. Đây là tuần đầu tiên số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng trở lại sau 6 tuần giảm liên tiếp. Thế nhưng, giới phân tích nhận định, với tình hình COVID-19 tại Mỹ và châu Âu đã dịu lại, kinh tế thế giới khởi sắc, áp lực lạm phát ngày càng leo thang, Mỹ có thể tăng lãi suất sớm hơn dự kiến, nhất là khi Ngân hàng Morgan tại Mỹ cho rằng việc Fed thay đổi lãi suất chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra, nhiều quốc gia, nền kinh tế tiến hành nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, đặc biệt là tại Ấn Độ. Nhờ đẩy mạnh các chương trình vaccine COVID-19 đã làm gia tăng sự kỳ vọng của giới đầu tư với triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. Qua đó, tác động tiêu cực đến các tài sản đảm bảo như là vàng. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng điều chỉnh giảm tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc theo biến động của thị trường vàng thế giới. Tuy vậy, với mức giảm không nhiều nên độ chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới ngày càng giãn rộng, hiện tại khoảng 7 triệu đồng một lượng. Giới chuyên gia khuyên các nhà đầu tư không nên lướt sóng ở thời điểm này bởi rủi ro mang lại là rất cao. Cụ thể, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 56.200.000 đồng một lượng và 56.800.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 56.200.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán 56.750.000 đồng một lượng. Còn tại Mỹ Hồng SJC cũng niêm yết giá vàng ở mức 56.550.000 đồng một lượng và 56.850.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Hiện tại giá trần giữa chiều mua và chiều bán của vàng miếng SJC ở mức 56.200.000 đồng một lượng và 56.820.000 đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng thế giới và trong nước, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, như vậy là giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay, ngày 19 tháng 6 năm 2021, ở mức 1.763,3 đô la Mỹ. Trong phiên giảm 9,27 đô la với tỷ lệ 0,52%. Chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh và đứng ở ngưỡng 92,321 điểm. Trong phiên tăng 0,46%. Giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.820.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 600.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.850.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.200.000 đồng một lượng,
bán ra 56.800.000 đồng lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 550 cho đến 600.000 đồng lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.800.000 đồng lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.800.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 600.000 đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Liên Hồng SJC mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 56.850.000 đồng lượng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 56.250.000 đồng lượng, bán ra 56.750.000 đồng lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.800.000 đồng lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 56.280.000 đồng lượng, bán ra 56.780.000 đồng lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56.450.000 đồng lượng, bán ra 56.950.000 đồng lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.350.000 đồng lượng, bán ra 56.850.000 đồng lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.750.000 đồng lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.820.000 đồng lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.100.000 đồng lượng, bán ra 56.700.000 đồng lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.820.000 đồng lượng. Tại Nha Trang mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.820.000 đồng lượng. Tại Cà Mau mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.820.000 đồng lượng. Tại Bình Phước mua vào 56.180.000 đồng lượng, bán ra 56.820.000 đồng lượng. Tại Huế mua vào 56.170.000 đồng lượng, bán ra 56.830.000 đồng lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.800.000 đồng lượng. Tại Miền Tây mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.800.000 đồng lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56.200.000 đồng lượng, bán ra 56.800.000 đồng lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 56.180.000 đồng lượng, bán ra 56.820.000 đồng lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56.220.000 đồng lượng, bán ra 56.850.000 đồng lượng. Giá vàng mua số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn mua số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào 51.750.000 đồng lượng, bán ra 52.350.000 đồng lượng. Vàng nữ trang mua số 9 mua vào 51.350.000 đồng lượng, bán ra 52.050.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 50.535.000 đồng lượng, bán ra 51.535.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 37.191.000 đồng lượng, bán ra 39.191.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.498.000 đồng lượng, bán ra 30.498.000 đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19.857.000 đồng lượng, bán ra 21.857.000 đồng lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui.
Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.